Em mời các bác nghe chung một bộ em phối ghép cho các bác, nó rất là hoàn hảo. Gồm có một chiếc âm ly đời Esotech, Marang Esotech đời BM4 các bác nhé. Dòng này thì nó hay ở chỗ là các bác, nó là mạch glass A. Các bác dùng thì các bác ấn, các bác không dùng thì các bác nhả ra. Đấy, thì cũng không sợ là phải bị nóng máy hay là gì cả. Đấy, rất là tiện. Đấy, nó có cái chế độ riêng. Và sau đây thì em ghép cùng với cả đôi Riritic Mark 1. Đôi này thì sở hữu một bát 40. Tép thì tép nằm ở giữa các bác nhé. Tép là tép kèn, tép tên lửa. Đấy, chung thì nằm ở bên trên. Chung là chung kèn. Đấy, to khắp miệng luôn. Và em cũng, cái bộ này thì em cũng ghép cho bác ở quận Hải Châu, ở Đà Nẵng để các bác tham khảo thêm. Để chọn về cho mình những cái bộ sản phẩm nó ưng ý nhất. Đời Marang dòng Esotech BM4 ý, thì chất âm của đời Esotech thì nó rất là hay các bác nhé. Nó hay hơn rất nhiều các cái dòng Marang khác. Ví dụ như những cái đời trơn như đời 4, đời 5, đời 6 thì dòng Esotech này thì đánh bại luôn các bác nhé. Dòng Esotech thì chất âm thì rất là hay và tầm giá cũng rất là dễ chịu. Dòng này thì các bác có thể không những đánh Riritic Mark 1, các bác có thể đánh JBL D7, JBL 4312, 4311 hoặc là những cái dòng LX1000, L5. Là các bác đánh vào cái chiếc Esotech, dòng Marang Esotech BM4 này thì rất là tuyệt vời. Chất âm thì hoàn hảo các bác nhé, rất là sạch luôn. Nếu như các bác muốn nghe Class A thì các bác ấn vào đây. Đấy, đây là em nhả ra, các bác ấn vào đây. Đấy, thì một lúc các bác nó hơi ấm máy một chút xíu, nó sẽ ra chất âm cho các bác. Nó rất là sạch như equalizer lọc tiếng. Đấy, em xin mời bác Hải Châu ở Đà Nẵng nghe bộ em phối ghép cho bác có chiếc Marang Esotech BM4 cộng với cả Riritic Mark 1. Đấy, sở hữu một bát 40. Đấy, các bác muốn mà sở hữu nghe nhạc những cái dòng này thì nó rất là chi tiết nhé. Em xin mời các bác thẩm âm nghe nhạc. Và cái nút này là nút volume này. Đấy, volume và ba lăng. Ba lăng thì nó nằm ở bên trên, nằm ở bên trong. Đấy, đây là một vế các bác này. Và chuyển lại. Đấy, đây là vế thứ hai. Và thực ra thì là các bác thì luôn luôn là để trong tình trạng là ở giữa hai loa. Đấy, nó rất là đơn giản. Volume này các bác nhé. Em xin mời các bác thẩm âm nghe nhạc dòng Marang Esotech BM4 cộng với cả Riritic Mark 1. Đây là em đánh mộc. Các bác nghe chất âm nhé. Trầm nhả âm vô cùng hay luôn ạ. Lỡ yêu rồi sao không thành duyên mà hai hướng đời nên cúi mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay đôi duyên thật chẳng ăn đường gì. Dòng điện 100V.
Rất là tuyệt vời, đấy là em không bật mạch class A, em vẫn nhả ra đấy, và các bác nghe nó đã nhuyễn cực kỳ là trong sạch rồi. Các bác có nhu cầu về sản phẩm tất cả những cái dòng audio thì các bác alo cho em theo số 0983698887. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi những sản phẩm clip của Thắng Audio.